Ok Dung Ngọc nhé, để chị ghi cho Dung Ngọc nhé. Anh Ba ơi, còn tập tờ. Anh Ba ơi. À đây rồi. Ok ghi phiếu nha, ai muốn được tặng đến quà đến lần thứ 7, thứ 8 như bạn Song Nhi ấy thì phải chịu khó xem livestream và chịu khó xem bài vào ạ. Người ta được tặng nhiều bởi vì là người ta cái livestream nào người ta cũng xem, không có livestream nào bỏ qua. Phiếu lần nào cũng có luôn nhá, thì người ta bốc được nhiều thôi. Đấy là quy luật bình thường thôi các chế ạ. Chịu khó xem thì có nhiều phiếu thì bốc chúng nó nhanh thôi. Dung Ngọc bây giờ chị ghi cho em luôn đầu tiên hộ nhà Dung Ngọc nhá. Ghi cho Dung Ngọc đầu tiên nhá. Được chưa ạ? Ai chưa rồi em đổ cái phiếu này đi nhá, vào view mới cho em thì phải chia sẻ lại bài ở view mới nhá. Ô Thúy Nga ơi, chị cũng của em có duyên với cái trò kia nhỉ. Rồi ai chưa có phiếu nhá, để em ghi nhanh hộ em nhá, nhanh hộ em nhá. Lên view mới đi ạ. Lại con mụ Song Nhi này. Đây con mụ Song Nhi nhá, ghi phiếu đầu tiên nhá. Em gì vừa xin phiếu chị đấy nhỉ? Trương Thúy này, Trương Thúy có phiếu rồi nhỉ? Nhớ xe bài lại cho em nhá. Ok thương Cherry nhá. Gọi chim vào chị nhá. Ok Ánh Ngọc này, Ánh Ngọc này. Rồi ok chị Trang Phạm nhá. Trang Phạm có phiếu rồi nhá. Còn ai chưa có comment nhanh ở trên live cho em nhanh hộ em với nhá. Dung Ngọc đây, ok, Dung Ngọc đầu tiên nhá. Dung Ngọc phiếu đây nhá. Dung Ngọc đây có rồi nhá. Cherry Hương này, Cherry Hương nhá. Rồi Mít Ngốc yêu anh. Mít Ngốc yêu anh nhá. Đấy, ai muốn được tặng đến lần thứ 7, thứ 8 như bạn Song Nhi thì phải chịu khó xem livestream vào. Song Nhi ơi, cho bí quyết làm sao mà bạn được trúng game nhà mình nhiều thế à Song Nhi? Song Nhi phát biểu cảm tưởng và chia sẻ cho các bạn đang xem livestream đi ạ. Ok bạn Trịnh chào nhá. Rồi chị Giang Anh Trang. Nguyễn Thị Duyên ơi, em vào view mới mà để ghi lại phiếu cho chị Duyên đấy. Giang Anh Trang. Con mụ Hà Hà vào chưa? Hà Hà này, con mụ Thương Cherry nữa này. 200 view bắt đầu bốc nhá. Thương Cherry có phiếu nhá. Ai muốn được tặng quà nhiều thì phải chịu khó xem like nhà em vào, chia sẻ nhiều vào nhá. Rồi ạ, à, Thu Đặng Nguyễn vào chưa chị Thu ơi? Thu Đặng Nguyễn, Giang Anh Trang, Song Nhi rồi nha. Rồi ok Bích Nguyễn nha. Bạn Bích Nguyễn cũng được quà bốc trúng 5 lần rồi đấy nha. Bốc trúng 5 lần nhưng một lần hụt là được 4 lần quà rồi nha. Đấy, Song Nhi đang chia sẻ là like nào em cũng xem. À, chia sẻ cũng lăn lộn vạ trên like. Ok ok em, ok Thủy Pipo nha. Thủy Pipo 143 rồi nha. Còn 60 người xem nữa thôi. Phấn Ui có tặng kèm theo lõi thay nhá bạn Thanh Hà nhá. Ok Hoài Thương, chị ghi Hoài Thương nhá. 200 view bắt đầu sẽ bốc nhá. Chị nào mà không chia sẻ bài cho em đấy, mà khi tí rồi em bốc vài em sẽ kiểm tra. Chị nào không chia sẻ bài là sẽ không được tặng quà nhà em đâu nhá. Lên 200 view bắt đầu sẽ bốc tặng son nhá. Chị nào chưa có son mà muốn được tặng son nhà em để dùng đi chơi Tết thì nhớ phải share bài cho em nhá. Ngày mai bên em gửi hàng cho các chị được tặng son chúng ngày hôm nay để kịp Tết nhá. Ok ạ. Ok hạt cát sa mạc nhá. Nào còn chị nào chưa có phiếu thì comment share bài đi đây nhá. Trước tiên là các chế share bài đã được xin phiếu cho đủ hợp lệ nhá. Ok bà Tô Phương nhá, bà Tô Phương đốt vía đi nhá. Học cũng hay xem live phết đấy nhỉ. Ai ạ, nhà em rất là tương tác cho khách. Tức là các chị xem live stream của em từ cái ngày em live stream đến giờ. Đấy. À bạn già xù lắm ơi, xin lỗi bạn nhá, mình mở cho các bạn xem danh sách các bạn được tặng game nhà mình ngày hôm nay nhá. Nếu mà bạn xù lắm nói thì ăn nói nó phải chuẩn. Ăn nói nó phải chuẩn cho em. Mọi người xem danh sách các bạn được trúng game nhà em đây nhá. Riêng bạn Song Nhi ngày hôm nay được tặng 3 son Dior, 1 nước hoa mili, 1 son lì 3 xe, 1 ngựa, 1 aluminium nhá. Mọi người nhìn giúp em nhá. Tất cả các bạn đây trúng game nhà em đấy nhá, để em gửi đi tất cả rồi nhá.
Đây này, Facebook bạn nào đây ạ? Thảo Lốc này, Trang Thảo, Nghi Hoàn nha, Lý Thị Xuân, Ánh Ngọc, Lan Phương, Ngoan Miên, Ngô Thị Thảo nha. Đây này, các chị chỉ thanh toán có 30.000 tiền cước thôi nha, để nhận hàng. Còn những đơn này chẳng qua các bạn đi mua thêm một kem ngựa nha. Đấy, ăn nói có sách, mách có trứng nha. Đấy, nói ăn có sách, mắt nói có trứng nha. Đừng có bảo là cho ăn ở như thế nào thôi nha. Chứ còn người ta đây này, tất cả các bạn này, đây riêng một chị Phương Linh này nha. Phương Linh này này, được tặng nguyên một chai Good Girl 1 xu. Đây là bạn xù lấm nó phải chuẩn luôn nhá. Xù lấm nó phải chuẩn luôn nhá. Còn thì không thể tránh được cái trường hợp sót đơn. Nhưng mà nói như thế là mình đã không muốn gửi luôn rồi nhá. Không tránh được hợp sót đơn, thiếu gì cách nói bảo chị ơi, lâu rồi, một tháng rồi đơn hàng của em chưa thấy gửi. Chị gửi cho em với để cho kịp Tết để em nhận được hàng. Nói như bạn ấy bảo mình đi kiểu dạng như là lừa đảo ấy thì chả ai thèm gửi cái đơn hàng của bạn nữa luôn. Bảo sao người ta trúng lên 7 lần mà nguyên đơn hàng của Song Nhi hôm nay gửi hàng nhá. Ai chưa có phiếu comment lại hộ em cái nhá. Đang lên view thì mạng nó bị giật nhá. Mà em cũng không biết là có phải bạn ấy trúng game không, em còn chưa kiểm tra. Có một bà chơi game ở bên túi cứ vào đây đòi quà nhà em luôn. Bên bán túi nó cũng tặng son. Mình bảo có trúng game nhà mình đâu mà cứ vào đòi quà. Ok bạn Trần Vi, Trần Linh Vi Trần nha. Nguyên buổi sáng hôm nay em toàn ngồi cặm cụi với các đơn được tặng quà nha. Rồi ok, là Miuli ghi, Miuli có phiếu rồi nha. Ai chưa có phiếu comment nhanh cho em nha. Lên 200 view bốc game tặng quà nha. Rồi bạn xấu xí cô bé xe bài cho em nha. Xấu xí cô bé nha. Nguyễn Thị Quỳnh Anh xe bài chị nha. Lên 200 view bốc đầu bốc game tặng quà nha. Chị nào chưa có phiếu comment ngay hộ em đi ạ. Ai muốn được tặng quà nhiều ạ, vẫn còn ngày mai vẫn gửi được quà đấy các chị nhá. Ngày mai vẫn gửi được quà. Phấn tặng 3 lõi hoặc 1 lõi tùy tú dinh thị, lấy loại nào thì lấy nha. Rồi ok, Phạm Hằng ghi cho em nha. Rồi có nhìn thấy Nguyễn Phúc Thiên Ân nha. Nguyễn Phúc Thiên Ân xe bài cho chị nhá. Còn ai chưa có phiếu comment nhanh hộ em nhá. Lên 200 view bắt đầu sẽ bốc game tặng nha. View lên cao tặng quà càng nhiều luôn, không giới hạn người tặng luôn ạ. Yến Nguyễn không bị ẩn nhá, Yến Nguyễn nhá. Nguyễn Thị Hồng Nhung ok, chùm chim. Ôi giời ơi. Nguyễn Thị Hồng Ngân nhá. Nguyễn Thị Hồng Ngân có phiếu rồi này, chế nào chưa có phiếu không ạ? Thanh Nhàn Hà ok em nhá. Thanh Nhàn Hà có phiếu nhỉ? Ok Nhung Trương chị ơi, em trúng một lần rồi em muốn may mắn lần nữa nhá. Nhung Trương cũng được trúng game nhà em và đã gửi cùng với hàng mua rồi nhá. Chị nào chưa có phiếu comment nhanh lại muốn được may mắn. Đấy mọi người thử vận may đi xem như thế nào nhá. Để em bốc game ở trên live nhá. Son Su giá 200.000 ở live stream này nhá. Su 200.000 live stream ạ. Ai muốn được tặng quà gửi luôn để kịp nhận Tết không thì comment ngay ở trên live này cho em nhá. Rồi ạ, 112 vừa đang lên 150 view thì mạng thấp nhá. Mạng nó ao nhá. Ngân nhỏ bé. Ngân nhỏ bé nhá. Rồi Kim Phượng nhận được hàng rồi ạ. Ồ, toàn đẹp dai ok em nhá. Toàn đẹp dai tặng là vào chơi game tặng son cho người yêu đúng không em? Ok Nguyễn Oanh nhá. Rồi có thầy Yến Nguyễn nhá. Yến Nguyễn có thầy Ánh Tuyết 2 nhá, xe bà cho mình nhá. Ôi trời ơi, mạng làm sao nhỉ? Ánh Tuyết 2. Rồi Ruby Ri Huệ nhá. Ruby. Ruby Bi Huệ mạng bị gì không? Rồi Vân Phùng nha. Vân Phùng xe bài cho em nha. Lên 200 view đi để bốc nha các chị nha. Lên 200 view để bốc. Ai chưa có phiếu comment nhanh hộ em xe bài lên cho em nha. Phiếu em viết rất là nhiều đây rồi. Chỉ cần mọi người lên view làm bốc nhá. Nhớ chia sẻ bài em kiểm tra nhá. Nếu không chia sẻ bài em sẽ không ghi phiếu đâu nha. Ok ghi cho Nha Sinh rồi nè. Mai Nguyễn này. Mai Nguyễn có rồi này.
Kiều chị xe bà cho mình nha, Kiều chị nha. Lên 200 view chưa để em bóc nào mọi người ơi. View lên thấp quá cơ. Nguyễn Thị Nhung Nhung, ok em nha, Nguyễn Thị Nhung Nhung. Triệu Phượng nha, ok Triệu Phượng nha. Nguyễn Diệp Hoa Thuy nha. Nguyễn Diệp Hoa Thuy nha. Mọi người không chia sẻ bài à? Ok Dương Thanh Phong. Em nhận được hàng hôm nay rồi chị ơi. V7 với phấn đẹp quá, em muốn mua thêm kem ngựa nè, V7 nè. Các thứ nữa thì chị tặng quà lì xì em đây để em lại mua tiếp. Ok Ruby Huệ nha, tặng quà lì xì nha. Nào ai chưa có phiếu thì comment đi ạ, để lên view nào. Ok ghi cho Nguyễn Huệ này. Rồi còn ai chưa có nào ạ? Huỳnh Thanh Hiên, ok Huỳnh Thanh Hiên nha. Huỳnh Thanh Hiên có rồi nha. Ok Thúy Nga nha. Ok Thảo Phương Hà nha. Phấn nước 199.000 một set nha. Hàng Ostar 199.000 một set nha. Rồi các chế lên view ổn định lên cho em nha. Cứ lên view là em bốc nha. Không lên view là không bốc đâu các tình yêu nha. Em đã ghi phiếu trên này là chủ yếu bốc game cho mọi người nha. Rồi bây giờ em để đây em test phấn nha. Ai mà rời view là mất quà luôn nha. Đấy, lên view cho em đi ạ. Ít nhất phải lên 150 view em bốc nha. View dưới 150 em chỉ bốc một người thôi nha. Còn view trên 150 em sẽ bốc hai người nha. Các chị nào chịu khó xem like nhà em thì hay được tặng quà luôn, cực kỳ nha. Mạng em chán quá không hiện được comment gì cả. Đấy là do mạng của mọi người thôi, không phải mạng nhà em đâu. Đây em tẩy trang sạch phấn đi rồi nha. Chế nào chưa có phấn thì comment đi ạ. Không bị ẩn như Thảo Vi Nguyễn nhá. Đúng rồi, em giờ mới đọc được comment của chị Thu nhá. Ok Ruby Huệ nha. Ok Ruby Huệ nha. Ai mua phấn thì comment ô hui kèm theo số điện thoại trên like nha. Một hộp được tặng kèm một lõi sơ cua giá 199 thôi. Quỳnh Ngân không bị ẩn nhá. Nhớ xe bài lên nha. Ít nhất phải được 150 view thì em mới chốt nha. Bạn Tôm Tôm còn xem live stream này không nha? Không có ai bị ẩn hết, em nhìn thấy Phạm Khánh Huyền giọt nắng nha. Rồi Thảo Đào nha. Son 200.000 một cây nha Mai Trinh nha. Ai lấy phấn ô hui thì comment số điện thoại ở trên like nha. Mua một hộp được tặng kèm một lõi giá 199.000 nha. Hàng chuẩn thì lấy, còn không chuẩn được trả lại hàng cho em đấy. Ưu tiên trên live stream cho 10 người mua được giá ô hui 199.000 nha. À, chị ơi em mua một kem ngựa và một ô hui có chốt hàng cho em không chị? Em đặt hàng chiều nay rồi là bên em và bên chị đã có số điện thoại của em rồi nhá. À, ớt cay lấy một hộp cho chị số điện thoại nhá. Ok Ruby Huệ, chị còn địa chỉ của em nhá. Ai mua thì comment số trên này, em chỉ ưu tiên cho 10 người mua được ô hui giá này thôi nhá. Giá từ 450 còn 199.000 thôi nhá. Đấy. Chị xét với sữa rửa mặt có được quà không? Chị ơi, quà bên em là quà Tết rồi vì bạn ấy mua nhiều và chị hay sale đó live stream mới được nhá. Bên em chọn ra 15 người rồi ạ. Con đường em mơ lấy một set phấn ô hui đúng không ạ? Ô hui em, con đường em mơ đặt hàng chiều nay rồi thì không cần phải cho lại đâu ạ. Ai đặt hàng rồi thì không cần phải cho lại nha. Chế nào mua hui thì hãng comment số điện thoại trên live stream nha. Chuẩn thì nhận hàng, không chuẩn được trả lại hàng cho em. Rồi lấy cho bạn bé nũn này, lấy cho bạn Huỳnh Thanh Hà này một phấn ô hui nha. Ai mua thì comment số trên này, phấn chuẩn đẹp mịn nha. Rồi ai lấy một Trịnh Trào lấy một ô hui này. Rồi ớt cay lấy một hộp cho rồi ạ. Dương đường em mơ là mai chị gọi nha. Rồi Nguyễn Huệ lấy cho chị số điện thoại nhá. Em nhận phấn ô hui tơ rồi nhé. Đánh có đẹp không em ơi? Hàng chuẩn thì báo hộ em một tiếng nhá, không chuẩn được trả lại hàng cho em. Rồi ok thủy ớt em 199.000 một set nhá. Phấn chiết xuất từ bạch sâm, ngọc trai và lô hội. Nên là chiết xuất từ bạch sâm, ngọc trai và lô hội nên là rất là mịn da đó các chị nhá. Một bên này dùng rồi, bên này chưa dùng nha. Ai mua thì comment số trên này nhá. Chuẩn thì nhận hàng, không chuẩn được trả lại hàng cho em. Có 199.000 thôi, quá đẹp cho mọi người nha. Chỉ ưu tiên trên live stream thôi nha. Ai mua thì em chốt cho người đấy giá 199.000 nha. Chế nào mua thì phải comment số, không mua đừng để số trên live nha. Bên em giao hàng toàn quốc nha. Rồi ok Nguyễn Huệ lấy một hộp ô hui nữa nha. Toàn khách cũ đặt lại hàng. Một hộp tặng kèm một lõi giá 199.000 nha. Bông cherry nha. Chế nào mua thì để số trên like. Bây giờ em test tiếp mặt bên này nhá.
Ơt cay chị chốt cho em rồi nhá, chỉ ưu tiên cho 10 người thôi. Và sau ngày mai bên em sẽ không nhận đơn tỉnh nữa nhá. Nên là chị nào mà ngày hôm nay không đặt hàng, ngày mai bên em sẽ không ship nữa nhá. Bên em chỉ ngày mai bên em chỉ chốt cho những khách đặt hàng ngày hôm nay để gửi hàng thôi nhá. Các bạn vừa mua đơn hàng của bên mình nhớ cho mình địa chỉ luôn để mai bên mình chốt đơn hàng gửi cho nhanh, để bưu điện của ship hàng cho các bạn nhận Tết nhá. Em nhận được phấn rồi, cảm ơn Phạm Thị Khánh Huyền nhá. Tôm tôm có lấy một set thì cho chị số điện thoại nhá. Nếu hàng fake trả lại hàng cho em không mất bất kỳ một khoản phí nào. Chỉ ưu tiên trên livestream có 199.000 một hộp nha. Dùng siêu mướt, siêu căng, siêu trắng nhá. Cảm ơn Phạm Khanh Huyền nha. Rồi ok, Phan Thanh Hà chốt cho Thanh Hà một set rồi nha. Ai dùng hàng nhà em rồi thì biết đi nha. Nếu mà em bán hàng đều trên livestream này không bao giờ mà ngồi đây được like được như thế này đâu ạ. Son su 200.000 một cây nhá. Mua cùng Ô Hui cũng được miễn phí ship nha. 199.000 một set tặng kèm một lõi rồi, chốt cho Tôm Tôm rồi nhá. Cho con bú đánh được nha, em đang mang bầu, cho con bú đều dùng được hết ạ. Chị Lan Phạm ơi, em sợ là không kịp mà vào thứ năm đâu chị Lan Phạm nhá. Ai mua thì để số. Lan Phạm mua của em rất là nhiều hàng đấy ạ. Chị Lan Phạm mua của nhà em phải 9 đến 10 set Ô Hui rồi nhờ. Em ơi ship 30.000 nha, chứ còn bây giờ chị chịu ship nó chị ăn cám mà em ơi. Giá từ 450 chị đã giảm cho em 199.000 rồi nhá. Ai mua 2 hộp mới không mất ship nha. Ok Nguyễn Huệ nha, chốt cho em nha. Phấn Ô Hui 199.000 nha, bông cherry nhá. Một hộp tặng kèm một lõi chỉ với 199.000 thôi. Được tặng kèm một lõi sơ cua đều có bông và phấn đi kèm nha. Ok chốt cho bé Nún nha, các chị cho em luôn địa chỉ nhá. Ai đặt hàng cho luôn địa chỉ thì em mới chốt đơn nha. Rồi ạ, Kim Ngân Lê có lấy không ạ? Đây phấn căng mịn này chỉ cần một lớp thôi ạ, chiết xuất từ thành phần bạch sâm, ngọc trai. À chị Lan Phạm lấy 10 set rồi đấy, chuẩn chưa ạ? Khách hàng nhà em 10 set rồi chị Nèo Thanh Hóa nhá. Rồi chế là mua thì cho em số điện thoại nhá. Em chỉ chốt nốt ngày hôm nay thôi là bên em ship hàng. Ngày mai là gần cận Tết rồi bên em sẽ không nhận đơn nữa nhá. Kem che khuyết điểm của Cộng Hòa Xếp nha bạn nha, Yến Nguyễn nhá. Còn ai lấy thì comment số trên này, một hộp tặng kèm một lõi thôi ạ. Thêm một hộp tầm quân sâm. Ok Nguyễn Thị Thanh lấy thêm một hộp nha. Toàn khách cũ đặt lại hàng nha. Các chế nghe giúp em nha. Phấn không đẹp không ai mua lại hàng đâu ạ. Kem che khuyết điểm 150.000 nha. Không bán hàng nhái nha. Nếu mà Trần Kim Chi đại gia mà thấy giá tớ bán rẻ thì mua sau like cho mình nhá. Xem có giá mua 450 có mua không nhá. Còn mua hàng được kiểm tra nhái trả lại hàng và đập mặt em luôn nhá. Bông cherry lấy một hộp tâm số 23. Bông cherry cho số điện thoại nha. Bông cherry có số điện thoại cho em. Ok chị Nguyễn Thị Thanh nhá. Khách hàng nào đang xem livestream dùng hàng nhà em rồi cho ý kiến nhá. Người ta mua một tháng đến 10 hộp cái kiểu người ta mua đi tặng cái kìa. Nói thật với các chị luôn. Ok gió lạnh nhá. Rồi ok gió lạnh nhá. Ai mua thì cứ kiểm tra hàng thoải mái luôn nhá các chế nhá. Chị đang đánh tông 01 là tương đương với tông 23 đấy ạ. Nghệ An thì tầm 3 đến 4 ngày nhá. Các chị phải cho. Chiết xuất từ bạch sâm, ngọc trai và lô hội nên là nó giúp giảm mờ, thâm mụn và tàn nhan và nám nha. Ai mua thì inbox cho em địa chỉ và số điện thoại cho em. Chốt cho Nguyễn Huệ một set Ô Hui rồi nhá. Bên mình ship code nha các chế nhá. Ship code kiểm tra hàng rồi mới thanh toán. Đúng rồi, hàng này ngưng sản xuất rồi, bên em chỉ còn ít hàng mới sale thôi. Nước hoa mấy nghìn đấy chị yêu là thế nào? 300.000 một chai nước hoa em nhá. Cái này thì mai là thứ tư, thứ năm, thứ sáu chắc là cũng kịp với chị Lan Phạm nha. 199.000 một hộp nha. Bé Nún ơi, tùy theo bạn ở đâu nha. Bên mình xếp tỉnh mất ban 4 ngày Tết. Chị dùng rồi, chị dùng Ô Hui rồi, thích lắm. Em cảm ơn chị Hòa Dương nhiều nha. Đấy các chị nghe khách dùng nhà em nha. Hàng đều không có ai mà để yên cho em ngồi đây mà bán hàng đâu ạ nhá. Không chuẩn được trả lại hàng cho em. Còn nhiều món giới thiệu đi nha. Nguyễn Huệ mua hàng nhà em bây giờ còn đang muốn mua thêm kìa nha. Em lấy 2 set nhé, có tông màu gì? Em ơi bên mình bán một tông trắng hồng tự nhiên nhá. Lấy 2 set là không mất ship nhá. Em sẽ test lại cho các chị xem nhá. Đấy các chị nào mà xem rồi, mua rồi nhưng mà chưa được nghe xem em test lúc đầu thì xem lại cho em nhá. Nếu mà hàng không chuẩn thì thôi mọi người có thể hủy đơn luôn bây giờ để bên em đỡ phải gửi hàng. Cầm hộp V7 với phấn trên tay mà cảm thấy rất là hịt ơi là hịt. Cảm ơn GV Huệ nhiều nhá. Rồi ok hạt cát sa mạc nhá, cho địa chỉ nhá. Rồi em ơi, Nguyễn Huệ ơi, gọi là tông da nhưng nó không phải là tông ngăm đâu em nhá. Tông này là tông trắng hồng tự nhiên. Đã đánh phấn là nó phải trắng hơn tông da của mình rồi, em yên tâm nhá. Ok Ruby Huệ nhá.
Rồi ạ, một set gồm một trứng đặng kèm một lõ sơ cua, chỉ có 199.000 thôi nhá, không mua tiếc cực kỳ luôn ạ, em nói thật luôn nhá. Mình có api skin nhá. Rồi hạt cát sa mạc chốt rồi nhá. Ai lấy thì để lại số trên này cho em. Đấy, phấn chuẩn thì lấy, không chuẩn trả lại hàng cho em. Đây là em lau sạch đi rồi nhá, không để một tí gì trên mặt em nhá. Là hàng không chuẩn thì không bao giờ em ngồi em chát đi chát lại trên mặt em như thế này đâu, em nói thật luôn nhá. Có 199.000 một hộp, quá rẻ luôn cho các chị ạ. Phấn nước em chào chị Kiều Lan. Phấn nước em đang dùng là 199.000 chị Kiều Lan nhá, một hộp tặng kèm một lõi ạ. Giá 199.000 thôi. Chị Kiều Lan có mua không ạ? Mình chưa nhận được hàng nhưng cảm thấy yên tâm sao ấy. Bởi vì em bán hàng rất là thật, có gì em nói lấy luôn nhá. Ai cảm thấy ok thì lấy, không ok thì thôi. Hàng này không phải là hàng nó nhiều mà đến nó không bán hết, mà thực ra nó đang rất là hiếm. Bởi vì phiên bản này đã ngừng rồi. Em có thể bán giá 450, em bán túc tắc cũng được, không nhất thiết em phải ngồi em nói rát hết cả họng như thế này. Nhưng mà bởi vì sao em không muốn bán đắt cho mọi người, để mọi người dùng hàng còn có cơ hội mua thêm. À, hôm nay em nhận được hàng rồi chị ơi, đẹp lắm ạ, kem ngựa dùng mềm da lắm ạ. Đấy ạ, đấy, cảm ơn em nhiều nhá Nguyễn Ngọc Lương. Mọi người mua hàng chỉ có phê luôn nhá, không chuẩn được trả lại hàng cho em. Đấy, à, bạn gì lấy một set Diễm Trinh cho em số điện thoại đi ạ. Ok, em bông cherry mai chị ship cho em ở hàng trống nhá. Diễm My cho chị số điện thoại nhá. Ship Việt Trì nhận được hàng hay Việt Trì Vũng Tàu ở Hồng Nhung. Rồi chốt cho Thanh Hà 2 set nhá. Phấn có chị mụn nha, nám và tàn nhang nha, cấp ẩm cho da nha. Chiết xuất từ thành phần bạch sâm, ngọc trai và lô hội, cấp ẩm cho da này. Nám mờ thâm, nám tàn nhang nha. Đấy, mọi người chỉ cần dùng một lần thôi ạ. Khi mà đánh phấn thì không nên đánh quá nhiều những cái lớp kem nót, kem nền lên. Nó làm bít lỗ chân lông và làm da của mình rất là đổ dầu nhá. Và những cái phấn kia nó rất là nhiều chì, còn cái này thành phần dưỡng nó rất là cao. Mình mua 2 lần rồi, ok lắm, cảm ơn chị Hòa Dương nhiều nhá. Rồi chốt cho Dương Tuyết Như một set inbox địa chỉ cho em nhá. Hoặc là cho địa chỉ ở trên này cũng được nhá. Đấy, và các chế chắc chắn là phải nhận hàng cho em đấy. Vì hàng Tết này á, bưu điện người ta phải đặt hàng, phải nghe máy cho em nhá. Em Diệu Minh, em bạn ở tòa bao nhiêu để bên mình mai mẹ bên mình giao cho. Ok Diễm Trinh nhá, có số điện thoại rồi nhá, không chuẩn được trả lại hàng cho em. Bỏ ra 199.000 một đường hộp phấn như này quá sướng luôn các chị ạ. Vũng Tàu thì phải mất 4 hôm em nhá, trong tuần này là em nhận được hàng. Rồi ạ, bạn Capilo Thùy Dương lấy một set nhá. Mọi người chỉ sang năm ấy, nhận được hàng nhà em ấy, là Tết sang năm chắc chắn là phải đặt hàng em thêm, bởi vì trong năm là không đặt được nữa rồi nhá. Nhớ hộ em nhá. Chị nào mua thì comment số trên này cho em. Có 199.000 quá sướng luôn, được một hộp phấn như thế này. Cầm có sướng tay không ạ? Không chuẩn được trả lại hàng cho em ngay và luôn nhá. Cứ kiểm tra hàng ạ. Chị nào ở xa bên em cũng thế. Ok, ở HH4C mai mẹ mình mang đơn hàng cho nha. Rượu mi em lấy đi nhá. Rượu mi em lấy thì cho địa chỉ đi luôn đi ạ. Hoặc là có chốt không thì mai mẹ tớ mang hàng cho. Bên HH mua hàng mình rất là nhiều. Hải Dương cũng tầm 3 ngày là nhận được hàng nha. Ai đặt luôn bên em chỉ nhận đơn nốt ngày hôm nay thôi, ngày mai không nhận đơn nữa nha, các chị thông cảm. Mai ra đơn Hà Nội thì bên em sẽ nhận đơn thôi. Em chốt cho Hồng Nhung rồi inbox địa chỉ cho em nhá, Hồng Nhung nhá. Mọi người đánh cái phấn này bầu bí cho con bú. Các chị nào đang mang bầu đều dùng được hết. 300 cốc nước. Khát nước. Son su. Su 200 nghìn ở live stream này nha. Su 200. Hi hi, sợ dùng nghiện rồi sang năm hết là không biết tìm em nơi đâu. Đúng rồi luôn nha. Một set không được miễn phí ship, 2 set mới được miễn phí ship nha. 3 đến 4 ngày nhận được hàng. Mọi người đặt hàng nhanh đi, hàng Tết nó đang rất là nhiều, bưu điện rất là khó giao. Hàng này không cần suy nghĩ nhiều đâu mọi người. Việt Nam nói là làm. Hàng đã bán là thật, mình đã sắm đủ bộ rồi. Cảm ơn chị Nguyễn Hồng Hạnh nhiều nha. Khách hàng nhà em mua ai cũng đều hài lòng luôn nha. Mình ở Hà Nội nha. Đấy, mình chỉ bán hàng nốt ngày nay, ngày mai bên mình nghỉ rồi nhá. Mua rồi mà vẫn cứ muốn ngồi xem chị chị test với kem. Cảm ơn Bích Phượng nhiều. Kem dầu ngựa giá 200 nghìn nhá. Hồ Hiếu ơi, kịp đấy bạn Hồ Hiếu, lấy thì cho số điện thoại. Chị Phương Lương ơi, bên em bận quá không check được tin nhắn. Tất cả những cái sản phẩm chị Phương Lương hỏi em đều có hết nhá. Phấn nước 199.000 một set, ai mua nhanh thì bên em ship nước ngày hôm nay thôi. Ngày mai là không ship đơn nữa rồi.
Em cũng sợ sang năm nếu sang bên Đài Loan rồi muốn mua của chị thì làm sao? Ok nhá, công dụng của kem ngựa là cấp ẩm cho da, se khít lỗ chân lông nhá, làm trắng da, mờ nám và tàn nhang ạ, dùng sướng hơn là serum nhá. Em là đứa dở dở ưng ương mà nhận hàng ưng thiệt là ưng luôn. Cảm ơn em nhiều. Không miễn phí ship hộp to, to bên em phải chịu cước nặng hơn ấy ạ. Em không miễn phí ship nha. Rồi ok, rượu mi em nhá. Rượu mi em, một hộp 199.000. Chị Đông Thuy có lấy không nhá? Chị nhận đơn ngày hôm nay thôi ạ. Chị nhận đơn ngày hôm nay tôi ngày mai sẽ không nhận đơn nữa nhá các chị nhá. Các chị ngày mai có đặt em 15-20 hộp một chị, em cũng không nhận đơn nữa ạ. Son bền màu lâu trôi ạ, 6 đến 7 tiếng thoải mái nhá. Phấn phải không chị? Đúng rồi Hồ Hiếu ơi, 199.000 một set phấn nước nha. Ôi giá 199.000 một set, nhận hàng kiểm tra. Bạn ơi da khô đánh không hề bị lộ tí nào, da mình là thuộc da khô. Nhưng từ ngày dùng phấn Ôi à, nó cấp ẩm cho da, nên là không hề có hiện tượng là bị khô, bị ráp hay là bị bong tróc vẩy đâu nhá. Có ship nha Nguyễn Tuyết Trinh nhá, Samsung có ship nhá. Ship Hà Nội 30.000, ở đâu cũng 30.000 hết ạ. 100... Bạn Lương Lương ơi, chỉ kẻ mày 100.000, phấn ô hui loại nhỏ 199.000, tẩy trang 150 nha bạn nha. Bạn Phương Lương nha, ai mua thì comment số ngày hôm nay bên em ship hàng. Chị ở sau rạp chiếu phim nhá, rượu mi em nhá. Set gồm một chín tặng kèm một lõi, tất cả các lõi sơ cua đều có bông và phấn đi kèm hết nha. Ô hui dùng da mịn lắm, đúng rồi ạ. Các bạn dùng phấn ô hui nó còn mịn da bởi vì nó có chiết xuất thành phần dưỡng rất là cao. Ship Thanh Hóa 30.000, ở đâu cũng 30.000. Còn ai mua hai hộp là bên em sẽ chịu ship cho mọi người nha. Hàng không chuẩn mọi người trả lại hàng, không mất 1.000 nào, bên em sẽ chịu ship toàn bộ luôn nhá. Bên em chịu ship toàn bộ luôn. Hàng chuẩn thì lấy, không chuẩn thì thôi, không ai ép mọi người thanh toán. Riêng em bán hàng chỉ có khách đến không bao giờ khách đi nhá. Chỉ đến không bao giờ đi luôn. Đấy. Phấn đẹp thì người ta mới đi, người ta chát vào mặt người ta nhiều như thế này chứ hàng nó hại da nó không tốt, không ai ai mà đi đánh nhiều live stream đánh nhiều như này đâu ạ. Mà người ta sợ hỏng da mặt, nhưng riêng cái này nó thành phần dưỡng mà phấn mịn cực kỳ nên là không hề bị hại da một tí nào luôn nhá. Ok, mua Nguyễn tí chị sẽ ghi phiếu nha. Đấy, lau đi lại đánh tiếp nha, da nhiều mụn lắm dùng không che được hết mụn. Tùy thêm da của em là mụn bọc hay là mụn gì, mụn bình thường thì che được hết, nhưng mụn bọc em dùng thêm ít nền đề ma côn vào là được nhá. Son 200.000 một cây, mua cùng ô hui cũng được miễn phí ship nha. Ok, Ribi Huệ mua thêm kem ngựa 200.000 một hũ nha. Hàng chuẩn thì nhận, còn không chuẩn được trả lại hàng cho em nha. Kem ngựa 200 dùng ban đêm và buổi tối trước khi đi ngủ cho em. 200.000 một hũ thôi mà dùng 5-6 tháng, đừng tích tiền mua làm đẹp cho da của mình nhá. Phú Quốc Bích 30.000, ở đâu cũng 30.000 nha các chế nha. Ship 30.000 ở đâu cũng như nhau. Ai lấy kem ngựa thì comment kem ngựa cho em. Hàng chuẩn thì nhận, còn không chuẩn được trả lại hàng cho em, có thế thôi nhá. Nhớ xe bài cho em lên view đi ạ. À, ship Phú Quốc 30.000 nha. Nhớ xe bài cho em lên view nhá, để bốc game cho cao người nhá. Cho cao người bốc nha. Mua một hộp tặng kèm một lõi như thế này nha. Một hộp tặng kèm một lõi. Các lõi sơ cua đều đi kèm bông và phấn nên là cứ hết dùng tiếp thôi, không phải mua hộp phấn mới đâu ạ. À, bà bầu ngày đánh bao nhiêu lần thế này thì mọi người quá yên tâm rồi, đúng rồi ạ. À, đấy, ngày đánh bao nhiêu lần cho các chế xem như thế này nhá. Son gì ạ? Bạn Thu Hiền chả hiểu bạn hỏi son gì ạ. À, ai chưa có phiếu thì cứ share bài cho em đi nhá. Cho em một hộp cho một em một hộp nha chị kem ngựa. Ok, Hồ Hiếu mua thêm kem ngựa là miễn phí ship nha. Chị nào mua kèm kem ngựa là không mất ship đâu ạ. Ok, đi Bi Huệ nha. Còn ai mua thì em giao hàng nốt ngày hôm nay, em chỉ nhận đơn ngày hôm nay thôi nha. Chị thông cảm, về cận Tết rồi em sẽ không nhận đơn nữa, nên là chị nào muốn mua em cũng không ship được ngày mai nữa đâu ạ. Nên các chị mua ngày hôm nay thì em sẽ chốt đơn nha, ngày mai là bên em sẽ không nhận đơn nữa nha các chế nha. Lưu ý giúp em nha, cái phấn này đánh lên là nó không phải căng bóng dầu, mà nó kiểu dạng như là căng căng mịn như kiểu da bên Hàn, bởi sao nó da nó căng ấy ạ. Vẩy tôm đánh không bị lộ nha, hết vẩy tôm luôn nha. Chị chào nha, đảm bảo em dùng xem có còn cái vẩy tôm của em không nhá, yên tâm đi nhá. Ok, Hòa Dương tím ghi nhá, chào bạn manh mảnh ghép đã vớ nhá. Ok, Kiều Lan lấy phấn à chị Kiều Lan?
Kiều Lan cho em số điện thoại chưa? Ai cho số thì em mới chốt nhá. Kem ngựa có tác dụng cấp ẩm cho da, xe khít lỗ chân lông nhá. Làm mờ thâm nám tàn nhang và làm trắng da. Tông bên mình là đang bán tâm tự nhiên nhá. Chị Kiều Lan cho em số chưa ạ? Có, thấy đơn của chị Lan Phạm rồi ạ. Nguyễn Thị Tuyết Trinh lấy một hộp phấn chị đang đánh cho chị số điện thoại nhá. Nguyễn Thị Tuyết Trinh cho chị số điện thoại đi ạ. Ngày Hà Nội thì bên em vẫn ship, nhưng mà các tỉnh bên em sẽ không nhận đơn nữa nhá. Ngay mà ngày mai bên em không live stream rồi thì làm sao mà ship được hàng nữa đúng không? Xu 200.000 ở live stream ạ. Ai lấy thì chốt nhanh trên live nhá. Hàng chuẩn thì nhận, còn không chuẩn được trả lại hàng cho em. Anh Ba ơi, khách gọi. V7 có tác dụng như ốc sen nhá. Rồi ok Nguyễn Tiết Trinh nhá. Bảo Chân Võ ơi, bên mình có gọi điện đấy ạ. Mai bên mình gọi điện lại nhá. Em chốt cho chị Kiều Lan một set rồi nhá, Tuyết Trinh một set nhá. Đấy mọi người, chỉ ngày hôm nay thôi là bên em nhận đơn nhá. Bầu bí em vẫn đánh bình thường cho các chị xem. Đấy, chế nào mua thì để số trên like. Nhận hàng kiểm tra cho em nhá. Hạn sử dụng sau đấy. Chống nắng SPF 50+ nhá. Không cần dùng kem chống nắng nhá, chỉ cần dùng một lớp này thôi. Da căng mịn luôn ạ. Phấn chiết xuất từ thành phần. Nghe đi, người ta gọi cái gì ấy, số 901 của em ấy. Chị nào mua thì chốt ngay hộ em nhá. Ok, Lê thì Kim Anh đi. Chị tớ chỉ sợ tớ về quê rồi nhá. Còn ai lấy thì lấy luôn hộ em nhá. Chỉ nhận đơn nốt ngày hôm nay thôi. Chỉ còn ngày hôm nay nhận đơn thôi các chế nhá, nhớ giúp em nhá, ngày nay nhận đơn thôi. Ngày mai mua bên em cũng không ship được đâu, không xâm nhận được đơn đâu ạ. Không chuẩn trả lại hàng cho em nhá, Kiều Lan nhá. Hải Phạm ơi, gửi phấn nâu hui cho chị chưa? Nếu bên em đã gọi điện cho chị rồi, chị cho địa chỉ rồi là bên em ship rồi nhá. Ok Hồ Hiếu nhá, phấn nước thôi chị ơi nhá. Ok Hồ Hiếu lấy một phấn nước nhá. Sáng mai em đi làm, ngày thì hôm nào nhận được tùy theo em ở đâu nhá. Bắc Ninh nhá, 3 hôm 2 hôm là về Bắc Ninh ạ. Da căng mịn luôn ạ, không bị bờ, không bị lộ vân kem một tí nào ạ. Dùng dưỡng da luôn nhá, kem ngựa 200. Đấy. Hộp to đây nhá, hộp to thì tặng kèm 3 lõi nhá. Hộp to thì tặng kèm 3 lõi ạ. Giá 299 hộp to nhá. Ok Hồng Nhiên, hộp to thì tặng kèm 3 lõi ạ. Rồi chốt cho bạn Hồng Nhiên một set này. Hồng bạn Hồng Đông Thúy một set này. Ship Sài Gòn thứ 6 có nhận được không? Mai thứ 4, thứ 5, thứ 6. Không chắc thứ 6 đã nhận được đâu, tùy theo chị nhá, phải thứ 7 mới nhận được hàng. Hà Tết đang rất là nhiều hàng, buôn táng người ta phát rất là cực luôn. Các chị phải nghe máy rồi người ta mới giao hàng nhanh. Một tít kem vàng, xem kem nền tít vàng đi em xem với đây em ơi. Son su 200.000 nhá, Hồng Loan ơi, có màu đỏ cam mã 570 là đẹp nhất nhá. Su mã 570 là đẹp nhất. Ờ đúng rồi, su mã 570 nhá. Ai lấy son màu gì thì comment số ở đây nhá. Cà Mau thì cũng phải 4 ngày là nhận được hàng nhá. Phấn ui 199 nhá. Vân Vu cái gì đấy Vân Vu? Vân Vu nói gì đấy Vân Vu? Ok ui 199 Hồng Nguyên lấy thì cho chị số điện thoại nhá. Chuẩn thì nhận hàng, không chuẩn được trả lại hàng cho em. Kem ngựa giá 200 nhá, từ 308 giảm còn 200.000 ạ. Có kem gì vậy ạ? Tớ đang bán kem ngựa rất là chạy luôn nhá. Rồi ok Thanh Trần Hà. Su 570 là màu cam em Mai Thị Duyên ơi, đây này. Màu như môi chị đang đánh nhá. Cỏ của lá có lấy kem ngựa đấy ông, 200.000 một hũ nhá. 199.000 một set anh Nguyễn ạ, không biết là bạn là nam hay nữ. À rồi ạ. Nhưng mà nó không nói lại, nó nói lại là ăn chửi luôn rồi.
Hồng Nguyễn lấy phấn nâu hui 199.000 này không? Hồng Nguyễn có lấy không? Kem ngựa là hàng của Hàn nhá, Lan Anh nhá. Đây là một hộp kem ngựa nhá. Ai mua kem ngựa cùng ô hui là em cũng miễn phí giao hàng nhá. Chỉ với 400.000 được một set ô hui và một cặp kem ngựa này còn không mất ship nhá. Đấy, nên là ai muốn mua kem dưỡng ban ngày và phấn và ban đêm và phấn ban ngày thì mua ngay cho em một cặp này nhá. Vừa không mất ship mà lại còn vừa được một bộ dưỡng da đẹp luôn ạ. Anh Nguyễn là nam hay nữ cho em số điện thoại nhá. Anh Nguyễn cho em số điện thoại nhá. Kem chị nám không em có chị nám chứ chị gấm vận nhá. Vừa cấp ẩm cho da, vừa xe khít lỗ chân lông làm căng mịn da và chị nám tàn nhang. Mua phấn nhỏ mà đẹp quá. Thấy tiếc biết thế em lấy set to. Qua Tết chị vẫn bán hàng nhá. Còn hàng thì chị bán nhá. Ok mùa của lá nhá. Chị chốt cho em từ đơn trước rồi ạ. Bạn Anh Nguyễn ơi cho mình số điện thoại 199.000 nhá, không phải là 190 đâu ạ. Kem này là kem ngựa chị nhá, kem ngựa dùng ban đêm cho em. Son của Nhật nhá, chị Đào Thúy nhá. Ai mua thì để số trên này nhá. Dung Ngọc ơi giao rồi nhá. Nhân viên gọi chủ nhật thì mai chị nhận được hàng nhá, chị Hải Phạm nhá. Ai mua thì để lại số điện thoại cho em. Ok Thảo Đào nhá, còn ai chốt thì chốt luôn trên này nhá. Set to là 299.000 nhá. Set nhỏ là 199 ạ. Anh Nguyên cho em số điện thoại đi ạ. Kem tay chỉ cầm 200.000 nhá. Em xài hết lấy phấn tiếp, cảm ơn Mum Nguyễn nhiều nhá. Set màu cam bao nhiêu mời? 200.000 chị Đào Thủy nhá. Màu như môn đánh là màu đỏ cam. Rồi Đồng Thúy ơi chị chốt cho em rồi nhá. Ai lấy thì comment số ở đây này cho em. Chị nào mua thì hãng comment số điện thoại. Chỉ với 199.000 một hộp phấn này, không mua thì tiếc cực kỳ luôn ạ. Chị nám tốt lắm, chị vật gấm vận nhá. Tốt cực kỳ luôn chị ạ. Ok Hồng Nguyễn thì chị sẽ ghi nhá. Còn ai lấy phấn nữa không ạ? Chỉ giao nhận đơn nốt ngày hôm nay thôi. Có giao hàng vào Bình Dương. Vừa dùng kem ngựa, da em khô thế mà giờ sờ mềm sướng lắm, thấy chưa? Rồi ok, cảm ơn em nhiều nhá. Đấy, khách đang dùng kem ngựa nhà em đây này. Vừa đang dùng kem ngựa vừa xem livestream của em nhá. Da cực kỳ khô mà dùng kem ngựa mà giờ sờ thấy rất là sướng cái kìa nhá. Mọi người cứ hỏi bạn Nguyễn Ngọc Lương xem nhá. Kem này nhá chị gấm vận nhá, vừa chị nám này, vừa cấp ẩm này, vừa dưỡng da và vừa làm trắng nhá. Chị dùng thử một hộp tâm bỏ ra 200.000 chị dùng xem có sướng không, có đặt em thêm không ạ? Ok Hồng Nhiên lấy set 199 nhá. Kem ngựa chị nám mà em. Chị cả nám, nói chung là chị ạ. Bóc bánh rồi mới trả tiền nha Đào Thúy nha. Bóc bánh rồi mới trả tiền. Tớ bán hàng cực kỳ dễ luôn, không ai trả lại hàng cho tớ là vì hàng kém chất lượng đâu, chỉ có mua thêm thôi. Yên tâm đi. Yên tâm đi nhá. Đào Thúy cứ mua hàng xem được bóc bánh rồi mới trả tiền nha. Chị ơi chị dùng nửa hộp là đã thấy hiệu quả luôn rồi. Một set 199 là có một hộp chính tặng kèm một lõi nhá. Xem đánh phấn đúng không? Ờ Bích ơi em cứ dùng hàng đi xem có sướng không nhá Bích nhá. Bích mua hàng nhà chị rồi đấy. Dùng sướng mà em ơi, nếu thay lõi phấn thì thay như nào rồi ạ. Các bạn úp cái hộp phấn xuống đẩy mạnh cái phần đáy ra. Rồi Lò Thị Tương Tương lấy một ngựa nha. Lò Thị Tương Tương nha. Bên mình đã chốt hàng cho Lò Thị Tương Tương chưa? Lò Thị Tương Tương chốt hàng chưa nhở em nhở? Em ơi em Tương Tương ơi, đơn hàng trước bên chị gửi hàng cho em chiều nay rồi. Ở Lào Cai bây giờ em có gửi tiếp một chuyến nữa không? Em không nha Thái Thị Sơn nhá. Miếng mút chị mua là đã có rồi ạ, không cần phải mua thêm đâu. Hôm nay em vừa nhận được hàng dùng lần đầu tiên thấy thích lắm chị ơi, cảm ơn em nhá. Lò thì tương tương nhá. Bạn lấy thêm một kem ngựa thì hôm nay có ấy không ạ? Vì đơn hàng bạn đặt chiều nay là bên mình gửi hàng rồi. Set 199.000 tặng kèm một lõi đây ạ. Ok Mai Nguyễn nên mình không dám chắc thứ 6 bạn nhận được nên mình không dám gửi hàng đâu. Nguyễn Thu Trang đặt rồi gửi rồi. Hồng Tâm có lấy không ạ? Có kem nền màu da chị nhá.
Vân Nguyễn ơi, vậy thì mai em chờ đơn. Bây giờ các em đã cho địa chỉ cho đọc, nhân viên đã gọi điện chốt đơn rồi, là gửi rồi. Bây giờ chỉ chờ về phía bưu điện thôi. Cái quan trọng là mọi người phải nghe máy nhận hàng. Còn bây giờ là em trách nhiệm đã xong rồi. Đấy, chốt đơn mọi người chủ cần chỉ cầu mọi người hàng về đến nơi mọi người nghe máy thôi ạ. Em bầu bí mà em dùng phấn như thế này thì các chị cứ yên tâm đi ạ. Còn cái giá thì đã không bị đắt rồi, cái sản phẩm nó lại quá tốt như thế này nữa này. Bạn nào hỏi mình xếp 199 nha, chỉ nhận đơn nốt ngày hôm nay nha. Ngày mai sẽ không nhận đơn nữa, nên là ai mua luôn thì ship luôn hôm nay. Để mai bên em gọi điện chốt đơn hàng, bên em gửi luôn nhá. Lột thị tương tương ơi, nhiều lắm ạ. Nhiều thứ lắm, nhiều thứ lắm. Em muốn mua cái gì cứ hỏi chị dơ lên, bởi vì chỗ này chị để không đủ ạ. Nào còn ai lấy phấn em chốt luôn nhá. Chốt luôn để giao hàng cho mọi người nhá. Mình đang dùng phấn phủ của bạn, có dùng được kem ngựa nha chị nha. Phấn chị dùng ban ngày, ngựa chị dùng ban đêm mà nó có ảnh hưởng gì đến nhau đâu đúng không ạ? Một thằng ban ngày, một thằng ban đêm chả ảnh hưởng gì đến nhau cả. Ok bạn Phương Lương nha, cho số điện thoại rồi nha. Kem dưỡng da hỗn hợp mới dùng thuốc đông y. Rồi bạn dùng cho mình kem ngựa đấy nha, rất là lành tính ạ, da gì cũng dùng được nha. Nguyễn Thị Thu Trang. Ngọc Anh ơi, nói cái gì đấy Ngọc Anh, nói rõ có dấu hộ mình nhưng bạn nhắn tin không có dấu à? Ngọc Anh muốn nói thì nói có dấu cho cả mọi người 109 người nghe nhá Ngọc Anh nhá. À, nghe kem ngựa cũng thấy ham đúng rồi nhá. Ai lấy thì chốt luôn nhá. Ai có nhu cầu xem, nhu cầu chơi game ở đây. Còn nếu mà comment theo cái kiểu như dạng là Hawaii, kiểu thích thể hiện thì next luôn nhá. Ở đây không ai thích thể hiện ở đây nhá. Đây toàn người văn minh lịch sự thôi, toàn người có văn hóa ở đây nhá. Không thích thể hiện ở đây. Ở đây toàn người khiêm tốn lắm nhá. Đề ma côn 150.000 nhá. Không bán hàng fake nhá. Không bán hàng fake nhá, fake trả lại hàng cho em. Em đang dùng kem hay phấn đấy em đang dùng phấn như chị Đào Thúy nhá. Phấn này nó có thành phần dưỡng ạ. Phấn này có thành phần dưỡng da của bạch sâm, ngọc trai với lô hội nhá. Nên là dùng vừa dưỡng da vừa chống nắng này ạ. Cái này nó có chống nắng SPF 50 cộng này các chị này. Đấy, đúng rồi, Song Nhi đang bảo có sữa rửa mặt tẩy da chết, mascara nó tẩy trang, son kem ngựa, ốc sen mặt nạ hoa cúc. Siêu vết anh Nhi nhỉ? Son su 200 nghìn một cây này chị ơi. Kem ngựa là trị giá 200 nghìn nhá. Có làm trắng da em nhá. Đấy, kem ngựa với phấn nước là 400 nghìn không mất ship nhá. Phương Ngô Thu không bị ẩn nhá, và muộn thế bài Phương Ngô Thu. Su 200 nghìn ạ. À. Còn ai lấy nữa không, em chỉ nhận đơn nốt ngày hôm nay là mai em không ship hàng nhá. Nên chị nào không lấy hàng ngày nay là em sẽ ngừng like, em sẽ không bán với giá này nữa nhá. Đấy, còn ai mua thì chốt luôn, phấn đẹp, son đẹp luôn nhá. Kem dưỡng da thì dùng thích rồi. Mua cả kem dưỡng và cả phấn thì được miễn phí giao hàng về tận nhà. Mới lượn về. Bao giờ được như chị Hòa đây? Bé kem không live stream nữa à? Ô hui 199 nhá, Trần Gia Ly nhá. Ô hui 199 nhá. Chuẩn thì lấy, không chuẩn được trả lại hàng cho em, có thế thôi. Phấn ô hui 199 nhá, em đã test đi test lại cho các chị xem rồi. Nó là dòng phấn nước nên là không cần phải nền hay nót gì đã, dùng mỗi một lớp thôi ạ. Đây là chất phấn nó lên đấy nhá, dùng mỗi một lớp này thôi nhá. Bé nhà em xinh nhờ. Chị ở Hà Nội nhá, ship 30.000 toàn quốc ở đâu cũng như nhau nhá. Da rất là căng mịn nhá. Đấy, da căng mịn luôn, không bị lộ vân một tí nào, không hề có hiện tượng như là bị lộ vân hay là bị lộ vân kem, không ai biết là mình sử dụng phấn luôn ạ.
Lan Anh ơi, cái phiên bản này đã đang ngừng sản xuất rồi. Nếu mà Lan Anh tớ thấy nhiều khi bán rẻ các bạn cứ thế lọ thế kia đúng không ạ? Bán đắt thì các bạn lại không mua, bán rẻ thì lại các bạn nghi ngờ. Thế thì bạn Lan Anh cứ thử mua một hộp xem là về hàng có chuẩn không? Chuẩn thì Lan Anh thanh toán, không chuẩn trả lại hàng thế thôi ạ. Chiều nay em ship một đơn hàng chị Đại Thanh, chuyên gia dùng hàng ở trong store nhá. Nhận hàng check sướng quá, gọi điện tưởng bọn em hết hàng còn sợ không bán giá đấy. Lại còn gọi điện là ma ship luôn cho chị một hộp. Chị với bạn chị ngồi check mà cảm hàng chuẩn quá. Em ơi, em bán vừa rẻ mà hàng vừa chuẩn, y như hộp của chị, ngồi soi nhá. Nên là bán rẻ hay đắt là việc của em, chỉ cần các chị nhận hàng kiểm tra thanh toán. Còn em nhắc lại là chị nào mà cảm thấy em bán rẻ, em sẽ không sale cho mọi người nữa. Và em cho các chị kiểm tra hàng, nếu như hàng của em về mà hàng chuẩn, đừng có gọi điện cho em điều chỉnh số tiền thành giá sale nhá. Nhớ chưa ạ? Ok chưa, thoải mái chưa? Chuẩn thì lấy, không chuẩn trả lại hàng cho em. Mua đắt thì vào sau like mua nha. Thắc mắc nhiều về giá này, cứ thấy là mua hàng được kiểm tra check là sướng ngất hơn cả tay luôn ạ. Ngất gần ngất luôn, có cần phải ngó người đỡ không? Check luôn cái này ạ. Em ở Hà Nội nhá, chị Đào Thúy nhá. Mặt em mụn nhiều vết thâm, dùng kem ngựa quá tốt em ơi. Lên dùng cho chị ngay, cho chị để đón Tết đi em nhá. Phương Yên 199 một set có lấy không ạ? Nhận đơn nốt ngày hôm nay, ngày mai không nhận đơn nữa ạ. Vì là bưu điện không ship kịp Tết cho các bà chế nha. Toàn các chế muốn nhận trước Tết thôi. Có chị thâm mắt nha, 200.000 một tuyếp ạ. Thâm mắt 200.000 nha, ai mua thì để lại số cho em. Đắt là em treo cổ luôn. Ok, trang mít một set nha. Rồi em chốt thêm 10 set nữa là em sẽ nghỉ like, em bốc game nghỉ like. Nên là chị nào không lấy là thôi, là em cũng không bán nữa. Phương Nguyễn lấy thêm một kem ngựa. Rồi Phương Nguyễn lấy thêm một kem ngựa cho em số điện thoại. Không có kem yến nhá, kem ngựa, kem yến dùng như nhau ạ. Ok, Đào Thúy một phấn nha, là còn 9 set nha. Hàng dùng thích lắm, mình dùng rồi. Đấy. Ok, chị Hương Liễu nha. Một ô hui một ngựa được miễn phí ship ạ. Kem yến hết hàng rồi. Ai lấy thì lấy nhanh nhá. Con đường dương mơ, con đường dương mơ đặt rồi mà nhá. Ô hui có kèm một lõi sơ cua nhá, không chuẩn được trả lại hàng cho em nhá. Dương Khoa lấy một kem ngựa rồi, ok ngựa 200. Lan Anh lấy một set một kem ngựa được miễn phí ship nhá. Lan Anh cho chị số điện thoại đi để được miễn phí ship em nhá. Bạn Phương Nguyễn có số rồi ạ, em còn 7 hộp nhá. Thế Nguyễn chốt rồi, bà Thế Nguyễn nhá. Ngựa 200.000 mua ngựa mà xài 380 còn 200 nhá, không chuẩn trả lại hàng cho em luôn. Đấy, ô hui 199, tức là cả ngựa và ô hui có 400.000 thôi, không mất ship nhá. Phấn này là 200.000 nhá chị Đào Thúy nhá. 199 là 200 nha. Chị nào lấy thì để số chị Đào Thúy lấy, em chốt ngay em này. Một set gồm một hộp một lõi, đúng rồi nha. Chị nhận đơn nốt ngày hôm nay thôi, em bán thêm 10 hộp nữa là em nghỉ like để không like nữa nhá. Vì xe phiên bản này, hàng này em đã cũng gần hết hàng rồi ạ. Còn sau livestream để em dễ dành em bán với giá 450. Rồi bạn Trần Gia Nguyễn Oanh. Ok Nguyễn Anh 2 set nha. Ok Trung Kiên Đỗ một ngựa một phấn hôi được miễn phí ship nha. Gửi cho chị một son su một ô hui. Ok chị Phương Yên nhá. Hàng chuẩn thì nhận, không chuẩn được trả lại hàng cho em nhá. Trần Gia Ly một kem ngựa cho em số điện thoại nhá, chị Trần Gia Ly nhá. Trần Gia Ly chưa có số đâu ạ. Ngựa dùng ban đêm nhá. Rồi chốt cho chị Lan Anh rồi nhá. Chốt cho chị Lan Anh rồi nhá. Úi dồi, lại còn ngén ngủ nữa. Ok, chốt cho Thanh Ngọc nha. Công dụng là cấp ẩm cho da này, xe khít lỗ chân lông nha. Làm trắng da, mờ thâm nám tàn nhang nha. Rồi khoảng cách một set nha. Hồng Nhi một bộ được, bạn lấy một bộ này không ạ? Ok, Phương Yên nhá, cho em số rồi, số Phương Yên rồi. Cho em địa chỉ luôn nhá, để mai bên em gửi hàng cho sớm nhá. Không chốt muộn là ngày mai không gửi được hàng lần cuối đâu. Ok, Ngọc Anh Đặng nha. Ngọc Anh Đặng rồi có số rồi nha. Một ngựa mẫu hôi được miễn phí ship 400.000 thôi mà không mất ship, quá sướng luôn các chế nhỉ. 400.000 một cặp này không mất ship nha. Ô hôi to giá 300.000 nha. Nào ai lấy cặp này ạ? Em dùng phấn chị ok lắm, cảm ơn hạnh phúc trời ban nhiều nha. Ai dùng hàng nha em cũng khen thôi. Em chào bạn Tiến Lam nha, mình chào bạn Tiến Lan. Hết kem yến rồi, yến dùng ngựa như nhau, yên tâm đi nha, đều cùng một loại hết mà. Nguyễn Thu Trang có lấy không ạ? Ok, Hồng Nhi Nguyễn nhá, chốt cho Hồng Nhi Nguyễn rồi nhá. Nhén tay em,
Em cũng bị ngủ ngủ đấy. Ai mua thì lấy luôn, nhận đơn nốt ngày hôm nay thôi nha, là không ship đơn nữa nhá, chỉ nhận đơn nốt ngày hôm nay thôi. Ngựa và ô hui là 400.000 không mất ship ạ. À, tự dưng ban ngày có phấn ô hui dùng vừa chống nắng lại cũng vừa dưỡng da, ban đêm lại có kem ngựa dưỡng da nữa nhá. Nguyễn Thu Trang có mua không? Mua ô hui không? Mua cặp ngựa không? Lướt tẩy trang 150 em nhá. Kem ngựa này bôi xuống cực kỳ, ai trong Sài Gòn mùa này mà bôi kem ngựa ấy thì đó nha, như kiểu được bôi kem tươi luôn ấy. Được nha em ơi, lò thì tương tương nha. Không sao cả em ơi, vì đây là kem dưỡng da chứ không phải kem trộn ạ. Xu giá 200.000 nha em nha. Đây kem ngựa bôi rất là mềm da. Ai đang xem livestream của mình dùng đang dùng kem ngựa điểm danh nha. Kem kem che hình xăm là 150.000 ạ. Ai lấy gì thì để số trên like cho em nhá. Đấy, kem ngựa xuống lắm, thích lắm các chị nhá. Đây này, chồng chị thu một 6 ngày dùng hết một hộp kem ngựa của em đây này. Lò thị tương tương có lấy kem ngựa không? Để chị ship nhá. Em vừa dùng kệ ngựa đấy. V7, ship V7 cho em chưa? Ok nhá, Dương Dương nhá, đơn hàng của em chị quên ấy, nên là vì không biết là có ai gọi điện cho em không ở em Dương Lương nhỉ, có ai gọi điện cho em không nhỉ? Từ ngày 29 tháng 1. Mai chị sẽ gọi điện cho em, ship nhanh cho em nhá, em yên tâm nhá. Ok, dồn đơn mới đi Vi Huệ nhá. Ok, Nguyễn Oanh một ngựa nhá. Ok, bạn Lương Khoa. Lấy cái gì đây Lương Khoa ơi? Ai lấy gì thì comment rõ cho em nhá. Rất nhiều bạn đang đặt hàng ạ. Chị đang dùng kem ngựa thích mà, cảm ơn Yến nhiều nhá. Em vừa dùng kem ngựa xong vừa mềm da, mát da, em khô thế mà bây giờ sờ mềm lắm. Thấy chưa? Ok, lò tương tương lấy kem ngựa nhá. Hàng chuẩn không bán hàng fake nhá. Ok, Nguyễn Oanh nhá. À, vừa rửa mặt bôi ngựa xong rất thích mềm luôn, cảm ơn hàng Ota. Ok, mùa của lá nhá. Lấy thêm một ngựa, mai bạn nhân viên bên mình gọi bạn báo chốt cả ngựa cho mình nhá. Kem xài được bao lâu? Kem ngựa này xài được 6 tháng hết một hộp nhá. Dùng đêm cho mình ạ. Kem ngựa dùng đêm sướng lắm, mềm lắm, da mướt mượt mượt để dùng thích hơn, tinh chất dưỡng nhá. Mà nó không bị nhờn một tí nào. Đấy, bôi xong 2 phút là nó thẩm thấu và nó êm ở dưới da rồi ạ. Thủy Trần nếu đã gọi điện xin địa chỉ rồi thì gửi rồi nhá. Ok, Phương Yên nhá. Kem ngựa dùng đêm cho em ạ. Ok, Thế Nguyễn nhá, một kem ngựa nhá. Chốt cho Thế Nguyễn rồi ạ. Ai thấy chuẩn thì lấy, không chuẩn được trả lại hàng cho em. Ok, Ruby Huệ nhá, mai mình dồn đơn vào nhá. Còn ai lấy cặp này 400.000 không mất ship không ạ? Hoặc mua riêng cũng được, mua luôn phấn hồng luôn ngựa cũng được nhá. Thấy comment của Trần Gia Ly nhá. Có nhiều chị ạ. Tốt nhất là dùng ốc sen và ngựa cho em. Em chốt món em lấy nhé chị gái. Ok em nhá. Ngốc nhớ nhóc gửi hàng rồi nhá. Đơn hàng của em gửi rồi nhá. Ai lấy cặp ô hui và ấy thì comment ngay hộ em nhá. Ok, Linh Linh nhá, một ngựa một phấn ô hui được miễn phí ship này. Đào Thủy này, 199.000 một set ô hui nha, chị ở Hà Nội nhá. Mua phấn với son cũng được nhá, son su là được miễn phí ship đấy ạ. Ok, Hồng Nhi Nguyễn nhá, cảm ơn em nhá, chị nhận được địa chỉ của em rồi nhá. Các bạn đặt hàng cho em địa chỉ vào, cho em địa chỉ luôn đi để mai bên em gửi hàng nhá. Shop ở Hà Nội nhá, cho em địa chỉ luôn, chị nhận đơn ngày hôm nay thôi, ngày mai là sẽ không nhận đơn nữa đâu ạ. Ngày mai không nhận đơn nữa nên là các chế đặt hàng luôn hôm nay nhá. Để ngày mai bên em còn giao hàng. Nào còn ai đặt bộ này được không? Đặt phấn nữa không ạ? Phấn đây ạ, phấn dùng ban ngày, ngựa dùng ban đêm. Tí luôn em tẩy trang đi lại dùng ngựa nhá. Vân Anh Đoàn Thị vào. Vân Anh Đoàn Thị em gửi rồi mà.
Chị Trang, tao hỏi chị đấy cho địa chỉ chưa ạ? Ngựa 200.000 nhá. Ngựa 200.000 ạ. À. Hàng chuẩn thì nhận, không chuẩn trả lại hàng cho em. Linh Đàm nha bạn Zumi nhá. Rồi Ri Bi Huệ chị chốt cho em rồi nha, em yên tâm nhá. Rồi Nguyễn Oanh có địa chỉ rồi nhá. Ok, cảm ơn Nguyễn Oanh. Có được tặng nha chị Thái Thị Sơn. Thái Thị Sơn có nha, chị lấy nhiều như thế để em tặng hàng cho tặng cho chị nhá. Mai gửi. Ồ, em sẽ cố gắng gửi luôn ạ. Chị Trần Gia Ly phải nghe điện thoại cho em thì nhận được hàng luôn nhá. Gửi Trang Thao thế thì để chắc là mai nhận được hàng thôi ạ. Rồi chị Đào Thủy có địa chỉ rồi nhá, các chị nhá. Ai mua gì thì comment địa chỉ và số điện thoại luôn để bên em ship hàng. Hàng chuẩn Hàn Quốc không chuẩn được trả lại hàng nhá, Quỳnh Trang nhá. Riêng tớ livestream này khách hàng nhà tớ dùng ở trên live quá nhiều luôn rồi ạ. À, bạn ơi mai bên mình nghỉ rồi Zumi ạ. Ở chỗ rạp chiếu phim Linh Đàm. Ok chị Thanh Hồ nha. Ok Ruby Huệ hai ngựa một V7 nhá. Ok Hồ Thị Tương Tương nha, mai chị sẽ có quà cho em nha. Ship Đà Lạt 30.000 nha. Phấn 299 phấn 199.000 ạ. Em chỉ nhận đơn nốt tối nay thôi nhá, ngày mai em không livestream không nhận đơn nữa nên chị nào không đặt hàng là em không ship được đâu nhá. Lấy ba thứ được miễn phí ship nhau anh nhá. Quỳnh Trang có lấy ô hui để được không? Giá từ 450 còn 199.000 thôi, quá rẻ luôn ạ. Có thấy Nguyễn Huệ nhá. Hàng không chuẩn được trả lại hàng cho em ạ. Phấn đánh mịn cực kỳ này. Cả ngày chỉ cần dặm một lần thôi. Không cần nền nót, không phủ, không chống nắng nhá. Ok Dung Ngọc nhá, mai chị gửi hàng cho em sớm nhá. Ok Dung Ngọc nhá, chị biết rồi, đơn hàng của em lấy một em ngựa nhá. Ôi này, ai dùng nhiều thì dùng được 6 tháng, ai dùng ít thì tầm khoảng độ 8-9 tháng hết một set này nhá, chị Vân Teo nhá. 8-9 tháng hết một set này, ai dùng nhiều thì 6 tháng ạ. Vân Teo có lấy không, chỉ nhận đơn nốt tối nay thôi nhá. Ok Huỳnh Thanh Hiên nhá. giá 200.000 nhá, Hải Âu Dương nhá. Có kem chống nắng 150 em nhá. Chống nắng 150.000 nha, hàng Innisfree nha. Em chưa chị Hạnh Trần ạ. Rồi share bài cho em lên view nào các chị ơi, share bài cho em với. Ai lấy chống nắng 150 để báo em nhá. Rồi ok Linh Linh nha, một ngày một ô vui được miễn phí ship ạ. Quỳnh Trang một set cho em số đi ạ. Chị ơi, chị Zumi ơi, chiều bên em chưa gọi được bởi vì là số điện thoại nhiều nhân viên chưa kịp gọi, mai bên em sẽ gọi điện hết cho chị nhá. Ok Lò Tương Tư yên tâm nhá. Nào còn ai lấy ra để em bốc game nào, còn chị nào lấy luôn không ạ? Là em ngừng like nhá. Quỳnh Trang cho số điện thoại cho em. Băng Như gửi hàng rồi, nếu em đã cho địa chỉ và chốt nhân viên. Rồi Quỳnh Trang đang inbox địa chỉ và số điện thoại ở đây rồi nhá. Rồi ok mọi người nhá. Share bài cho em kiểm tra đấy ạ. Đơn hàng của Cu Ken cũng gửi quà rồi nhá. Ok Linh Linh một ngựa một. Rồi bạn Minh Tài cho địa chỉ luôn nhá. Ok Nguyễn Phúc Thiên Ân cảm ơn em nhiều. Minh Tài rồi chốt rồi ạ. Linh Linh một ngựa mẫu ui chốt rồi, cảm ơn em. Ok Huỳnh Thanh Hiên cảm ơn em.
Giờ chị bóc vào view này nhá. Chị bóc vào view này luôn nhá. Nào còn ai xin phiếu nữa không hay bóc luôn đi ạ. Có ai xin phiếu không hay để em bóc luôn đây ạ. Ok Tô Phương à, chưa ghi à. Ok Nguyễn Huệ nhá, cứ cho địa chỉ số điện thoại là chốt rồi nhá. Rồi Song Châu nhá. Tô Phương này. Ok Thảo Đào, chị ghi cho Thảo Đào. Rồi ghi cho Zumi nhá. Chùm chim ghi, vừa ghi chùm chim vừa ghi cho chùm chim tím, bóc vào chùm chim chết với em luôn nhá. Nguyễn Thị Hồng Hạnh nha. Ghi đại bàng, đại bàng thì chưa ghi nha. Đại bàng ở đây nha, phiếu đại bàng đây ạ. Ok Nguyễn Oanh. Ruby Huệ chị ghi vừa rồi rồi. Ở Trang Mít. Rồi ok Trang Mít này, đặt hàng này. Nào còn ai nữa nào. Thiên sứ lông bông nhá. Chị ơi em cứ ngồi xem chị la thế này thì tiền đâu. Tết đời tiền lì xì nhá, lồ thì tương tương nhá. Nguyễn Phúc Thiên Ân ok nhá. Nguyễn Phúc Thiên Ân có rồi nhá. Ok nhá, em bốc phiếu nhá. Rồi, ai chưa có phiếu vào view mới nhá. Ở đây nhá. Trang Thao chưa có à? Ok Trang Thao. Rồi bây giờ em sẽ bốc xem ai là người được tặng quà nhà em đây. Bạn Dung Ngọc có đây không ạ? Dung Ngọc có đây không? Dung Ngọc có đây không thì vào nhận quà cho em nhá. Dung Ngọc ở đây có đây không? Dung Ngọc nha. Nếu em trúng thì để em nha. Tại điện thoại hết pin đây này. Trúng bố rồi còn nếu em trúng này. Dung Ngọc vào mà nhận quà luôn nha. Trời ơi vừa comment một câu xong này. Nếu em trúng thì để em nha. Tại điện thoại hết pin nha. Comment một câu rất là hay mà lại trúng luôn. Rồi tiếp theo. Đấy view không lên nhưng em vẫn bốc cho mọi người nha. Oh yes cả. Nhắn tin địa chỉ luôn nha. À, Thiên Sứ Lông Bông chỉ gửi quà cho em rồi đấy nhá. Em không tí nữa chị chụp ảnh danh sách các bạn nhận quà cho mà xem. Bạn Kiều Chuộng có đây không ạ?
Kiều trụng có Kiều trịnh trụng có đây không ạ? Tí em trúng mẹ rồi đấy. Kiều trịnh có đây không ạ? Kiều trịnh nhá. Kiều trịnh có đây không? Kiều trịnh lần 2. Kiều trịnh lần 3. Kiều trịnh lần 4 nhá. Kiều trịnh lần 5. Ok Dung nha, Kiều Trịnh lần 5 nha, Kiều Trịnh không có đây mình hủy phiếu nha. Kiều Trịnh ơi, alo, alo Kiều Trịnh nha. Nguyễn Phúc Thiên Ân. Nguyễn Phúc Thiên Ân xem bóc của em không nha. Vân Phùng có đây không ạ? Facebook lạ này, Vân Phùng này. Vân Phùng có đây không? Vân Phùng có đây không ạ? Nguyễn Hồng Hạnh ơi, cho em số tài khoản để em chuyển tiền nhá, chứ bưu điện người ta không điều chỉnh số tiền được. Để em bắn cho chị 270.000 nha, chị Nguyễn Hồng Hạnh nhá. Vân Phùng có đây không ạ? Ngủ rồi, nghỉ. Ngủ rồi thì nghỉ nhá. Bà Nguyễn Oanh lại trúng game này. Nguyễn Oanh ơi em trúng game rồi đấy Nguyễn Oanh nhá. Ngủ hết rồi chị ơi thì em trúng game rồi đây này. Đơn hàng của Nguyễn Oanh đã được trúng game của chị rồi nhá. Em Nguyễn Oanh có cái mũi mũi gấu gì đấy nhá. Nguyễn Oanh này nhận quà đi em ơi. Có đi em ơi. Nguyễn Oanh vừa comment ngủ hết rồi chị ơi. Thì có em thức là em được rồi đấy nhá. Ok em đấy nhá. Ok, chốt cho Nguyễn Oanh một son nhá. Nguyễn Oanh hôm nay mới trúng, không phải trúng ngoài đâu ạ. Nguyễn Oanh này đâu ạ, không phải chị Oanh kia đâu ạ. Người trúng không thấy, người không trúng há mồm hóng. Ok, Oanh trúng game rồi, mai chốt đơn hàng. Nhớ bảo nhân viên bên chị để gửi quà luôn cho em nhá. Được chưa mọi người ơi, được chưa nhở? Có khi em nghỉ like nhở? Có like nữa không ạ? Có ai lấy gì nữa không ạ? Rồi hình như chị có màu hồng đất đi Dung Ngọc nhá. Có hồng đất đấy. Like thì phải vào view mới chứ bốc tiếp thì tiền đâu mà bốc tiếp. Khôn thế à, hạt cát sa mạc ơi. Ngồi tám với chị em một tí thôi. Vì là sắp Tết rồi nên là chả live stream được nữa đấy. Ôi em cảm ơn chị. Có son ba xe màu hồng đất đấy nhá, để chị tìm cho mà xem. Đây này. Hồng đất em nè. Ấy, đẹp không? Đẹp cực kỳ luôn. Thơm quá. Em mà nghỉ mai lại khó ngủ lắm. Đùa, em mà nghỉ khối người khó ngủ luôn đấy ạ. Có công mài sắt có ngày lên kim đấy, đúng rồi. Rồi Ruby hãy yên tâm mà chị khích lệ em nhá, em mua nhiều hàng. 3% 8 sao được, thương ơi ổ điện đâu, ngồi cạnh ổ điện vào. Ơ hay nhở, còn ai mua gì nữa không để em ship nhá, ngày mai là không ship được nữa đâu. Rồi công bố danh sách được tặng quà nhá. Em sẽ quay cho mọi người danh sách được tặng quà, em chưa kịp post lên nhá các chị nhá. Đây ạ. À, em quay cho mọi người danh sách được tặng quà nhà em nhá. Ok mọi người ơi, danh sách được tặng quà đây nhá. Nhà em tặng quà thì khủng lắm. Mọi người chờ em một tí nhá, em quay cho mọi người xem nhá. Chị Giang Anh Trang một nước hoa Good Girl, Thương Cherry một nước hoa Tom Ford, Ngô Phương Thu một ô huy nhỏ, Phương Linh một nước hoa Good Girl, Song Nhi một nước hoa Alu, Hà Hà một ô huy nhỏ, Hàng Quảng Châu một ô huy nhỏ nha.
Hàng Ostar một lốc hoa Good Girl. Hàng Ostar ơi, nhắn tin địa chỉ để mai bên em gửi tặng một chai Good Girl nha. Rồi ạ, chị Trang Thao một lốc hoa Lancôme tím nha. Chị Lê Ngọc một lốc hoa Alu này. Bé Kem một ốc sen này. Ngọc Anh Lê một kem ngựa nha. Chị Nhím Con một ốc sen nha. Chị Lan Phạm một son su. Và Huỳnh Thanh Hiên một kem ngựa nha. Đây là danh sách 15 các chị trung thành với shop Eva, cũng hay mua hàng nhiều, hay theo dõi shop Eva nhá, và hay share bài, là bên em thưởng riêng lên một cái thưởng riêng 15 top khách hàng này nhá. Nguyên phần quà này, tổng giá trị giải thưởng rất là cao ạ. Nguyên chai nước hoa Good Girl 300, nước hoa Tom Ford 300, một Ui nhỏ 200, một Good Girl 300 nữa, Alu 300, Ui nhỏ 200, 200 nha, 300 nha, 300 nha. Đấy mọi người cứ nhân lên, mỗi một đơn hàng bình quân đầu bình quân là 2 đến 300. 15 người mọi người nhân lên hộ em nha. Còn chị Thu thì chị Thu nhường cái phần quà chị Thu cho bạn Huỳnh Thanh Hiên một kem ngựa này nha. Và toàn người là mua là trúng vậy, em xem chẳng đúng bao giờ nha. Đấy, Ngô Phương Thu đây nha. Một ô hôi nhỏ hôm nay đã đóng hàng cho Ngô Phương Thu một ô hôi nhỏ rồi nha. Mọi người đấy chứ ạ. Nhà em nhá. Bàng ấy, đại bàng ăn chơi lắm, đại bàng nhường quà cho Huỳnh Thanh Hiên nhá. Đấy mọi người thấy không ạ? Em đã nói rồi, ai xem livestream nhà em hay share bài, em sẽ tặng quà riêng nhá, mà những cái phần quà nó toàn đấy thôi. Hàng Ostar ok, mai gửi quà tặng một chai nước hoa Good Girl nhá. Đại bàng chim đầu đàn là hứng mũi chịu sào, toàn lo cho các em thôi mà quà thì chưa nhận. Chưa biết là mình lấy cái gì luôn. À, người nhà nào? Ai bảo người nhà? Đâu, làm gì có ai bảo người nhà đâu. Ở đây đỡ có ai là người nhà của ai nhé. Đâu ai bảo người nhà đâu nhỉ? Ok Quỳnh Trang nha. Cảm ơn chị Thanh Hồ nha. Ok Thảo Đào. Chắc là bạn này cũng hay xem live nhưng không phải bạn ấy nói là người nhà là họ hàng đâu. Kiểu bạn ấy nói là người nhà là nếu mà vợ bốn máy xúc mà nhấn mạnh lại là không người nhà thì là bạn, ồ là bạn chỉ là còn chưa biết mặt mũi nhau như thế nào ấy. Hôm nay gọi FaceTime với mặt biết mặt chị Giang Anh Trang ấy. Chỉ có chỉ trên live này thì quen nhau thôi, còn nói thật là cũng nói thật là em bận, em không có thời gian vào Facebook của từng người một. Đến nỗi bây giờ em chưa biết mặt của Song Nhi, chưa biết mặt của Ngô Phương Thu, chỉ biết mặt của chị Thu này, biết mặt của Giang Anh Trang thôi. Là hai hôm nay là vừa rồi Giang Anh Trang gọi FaceTime thì mới nhìn thôi. Còn Hà Hà thì hình như cũng nhìn qua qua. Còn Thương Cherry thì hôm qua phát live stream ngồi trên ô tô về quê say xe thì mới nhìn thôi. Còn ở trên này bạn bè thì ok, đồng ý là chỉ có quen nhau như thế này mới là bạn bè, chứ còn chả có ai họ hàng gì với ai đây cả. Chị Hương Đào em đây nhá. Đây là mọi người đừng nói là bạn bè là em tặng quà đó ấy. Bạn bè là em tặng riêng, nếu đã là bạn bè em tặng, không bao giờ em phải công bố lên trên này. Đã là bạn bè và đã là chơi thân hoặc người nhà, công bố trên này làm gì? Thích thì tặng, thích thì đến đây lấy hàng, chứ còn gì phải dài dòng văn tự ra đúng không? Mặt em, mặt Thương trên Facebook của chị biết rồi. Tiền Giang quê tôi, Song Nhi ở Tiền Giang à? Rồi ok nha mọi người nha. Thôi các chị hạ hỏa nhá, bạn này chắc bạn không có ý gì đâu.
Không có ý gì đâu, là mọi người đấy là các chế thôi, bỏ qua cho nhau nhá. Thôi đừng nói nữa. Ai đồng hương vào nhận lấy nhá. Ok chị Hương Đào, chị đặt hàng 4 món inbox đọc giúp, gửi hàng cho chị nhé. Còn ai lấy gì nữa không? Ai lấy phấn nữ phèo gì nữa không ạ? Sang năm nhớ theo dõi chị nhá. Nếu mà mọi người đầu năm mà ưu ái gắn bó em thì em lại có phần quà đầu năm. Ok Hà, lại có phần quà đầu năm cho các chế luôn. Đã có phần quà cuối năm là phải có phần quà đầu năm, gọi là lì xì cho các chế. Ok, cảm ơn Cu Ken nhiều nha. Ok, lò lò thị tương tương nhé. Chị chỉ sợ nhập nhịu cái tên của em là chị nhọ mặt lắm ấy. Lò thị tương tương ạ. Đầu năm lì xì ok nha. Ok. Cái bè Tiền Giang, ok Nguyễn Oanh nha. Ai lấy phấn gì nữa không ạ? Đấy. Còn ai lấy phấn thì em ship nhận nốt đơn ngày hôm nay nha. 199.000 một set nha. 199 một set tặng kèm theo son. À quên, xin lỗi, sao lại bảo tặng kèm theo son nhỉ? 199 một set tặng kèm một lõi. Nước hoa chị dùng cho em trai Good Girl để thơm luôn nhá. Ôi chịu thôi anh Tuyết ơi. FBD rồi. Anh Tuyết nha. Đúng rồi Hà nha, mai là nhận được hàng thôi. Cảm ơn Cu Ken nhiều nha. Nước hoa này 300.000 thơm lắm. Lồ thì tương tương ạ. Chị là nước hoa 300.000 thơm cực kỳ, không thơm trả lại hàng cho em. Không thơm trả lại hàng nha, được xịt thử trước khi nhận luôn nha. Cảm ơn Song Châu nhiều nha. Chắc là mai vẫn phải lên qua qua tí, không nhớ mọi người lắm. Mỗi ngày em phải lên một tí. Hiểu chưa? Không thể là cắt một cái là không gặp mọi người được luôn. Ngày nào có ai lấy chai này 300.000 một chai lọ thì tương tương lấy luôn nha. Ok đầu năm lì xì nha. Ok lọ thì tương tương lấy cả chai nước hoa này nha. 300.000 một chai để thơm ơi thơm. Thảo đào. Ok chị Thái Thị Sơn nha. Cảm ơn Cu Ken nhé. Chị sẽ đá 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 đưa tí nhé Cu Ken nhé. Ok rồi thì tương tương được nha. Ok, xin chào các tình yêu ngủ ngon nhá. Quên đi Kitty Van nhé, nhớ cả chị luôn nha. Xin chào mọi người nha.